Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em đang thanh lý một con máy 125cc. Máy này thì máy đặc biệt nhé, nó không có số gì cả, không có tiến, không có lùi và cũng không có số gì luôn. Đấy, con này không có số thì cái số nhông trục ra này của nó sẽ là ở dạng tốc độ trung bình, có nghĩa là nó sẽ chậm hơn cái con xe máy bình thường một chút. Đấy, để cho nó tăng lực. Cái này thì theo như ứng dụng mình biết ấy thì có thể sử dụng làm những cái dòng xe cào cào cho các bạn chơi, chỉ cần ga lên là chạy thôi. Hoặc là các bạn có thể làm xe 4 bánh kết hợp với bộ số 5 tạ là rất phù hợp. Nếu con này các bạn chế 4 bánh mà sử dụng số 5 tạ thì cực kỳ phù hợp luôn, bởi vì là bản chất khi mình lắp lên xe máy vào số 5 tạ thì cái số của xe máy mình đâu có dùng đến, cho nên chỉ dùng số 5 tạ thôi. Vì vậy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng con máy này như một con số 5 tạ. Đấy. Thì con máy này là mình thanh lý cho các bạn với cái giá là 2 triệu rưỡi bao ship nhé. Đấy, máy thì không có chế đâu, không có lọc gió đâu. Đấy, các bạn mua thêm chế và lọc gió là 200.000 nữa. Đấy, thì có phụ kiện gioăng riếc của nó đây. Con này là mình khẳng định cho các bạn là mới 100% luôn nhé. Đấy, mới 100% chưa sử dụng luôn. Đây, các đầu dây này để nó mốc lên cái vỏ này thôi. Đấy, máy mới 100% luôn. Cốt nhông này. Đấy. Đây, con này nó ghi cái chỉ số dung tích xi lanh này, nó ghi ở đây này. Đấy, nó ghi này 124 này, xi mét khối này. Đây chính là cái dung tích 125, mình cứ gọi là 125. Đấy. Thì các bạn mua thì cứ liên hệ nhá. Cái máy đồ thanh lý này là các bạn mua hàng thì đặt cọc trước cho bên mình 200-300.000 nhá. Đấy, nó chỉ có một con máy này thôi. Đấy, thì hôm sau mình sẽ mở thanh lý những cái con máy khác. Thì mình sẽ làm video khác, hiện tại là mình chỉ có một con máy này thôi. Đấy. Máy này thì ngày xưa mình hay lấy về bán cho mấy cái bác chế làm cái xe thương binh ấy. Đấy, thì người trong chân người ta yếu thì không sang số được ấy, thì chỉ sử dụng máy này và kết hợp với một cái số lùi người ta lắp lên tay thôi. Thì các bạn có thể lắp đặt theo mục đích sử dụng như vậy. Con này có thể chế 4 bánh được các bạn nhé. Đấy, nó là máy 125 và máy mới luôn. Đấy, thì bác nào nhanh tay thì liên hệ và đặt hàng nhé. Cái này em chỉ có một con thôi, nếu mà bán xong em sẽ chốt lại và để giá là đã bán nhé. Hiện tại là chỉ có một con thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và quý đăng ký kênh để xem những cái video khác. Mình sẽ có nhiều cái món đồ thanh lý trong cái đợt tới này. Đấy. Máy thì bình thường như những con xe máy khác thôi. Đấy. Đây vẫn có bộ nhớt hộp số này. Đấy, nó có vẫn có hộp số bình thường nha, vẫn chai nhớt. Đấy. Buji này. Đây, phần dung tích xi lanh đây. Đấy. 124 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.